Miếng thịt này ít mỡ. Dạ. Ít mỡ nó bị bể đó. Ừ. Có mỡ nhiều cái nó không có bị cứng. Da màu đỏ, nước sốt cũng màu đỏ luôn. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay Tám làm món thịt ba rọi chiên giòn. Tám chuẩn bị phần thịt đây là 1,3 kg. Sáng Tám đi chợ định mua khoảng 1 kg à. Nhưng mà người ta bán cái cục thịt này nó 1,3 kg thì Tám lấy hết luôn. Rồi giờ con đặt cái củ hành với gừng thì bỏ vô luộc. Dạ. Cái này là để vô luộc là khử mùi hả má? À, khử mùi. Với có thêm nửa chén giấm cũng khử mùi trong thịt luôn. Gia vị ướp vô thì có muối, bột ngọt, ngũ vị hương. Đây là gừng, gừng mình cũng để vô cái nồi nước luộc đặng khử mùi luôn á cả nhà. À, cái này là gừng, gừng tỏi với củ hành tím mình để vô cái nồi nước đặng mà cho nó khử mùi á cả nhà. Mình để xung quanh vậy nè, rồi đến giữa là mình để thịt. Đây là nửa chén giấm này mình cũng để vô luôn. Ờ, đổ đại vô luôn. Giấm nuôi ấy, mình xớt với nó có chút đỉnh con. Con nó nhiều lắm. Thịt này Tám để vô luộc, nhưng mà trong cái chảo Tám có để cái miếng dĩ nè. Để cái da của thịt nó không có bị áp chảo vì nó sẽ bị khét. Rồi giờ luộc phần da trước. Nếu mà heo mà da dày á, thì luộc khoảng 1 tiếng. Cái miếng này cái da nó hơi mỏng, luộc chắc khoảng 45 phút. À, thịt nãy giờ mình luộc được 45 phút rồi, cả nhà bây giờ mình vớt ra. Giờ úp lại, lau cho nó ráo. Rồi con chuẩn bị để gia vị vô trong tỏi với củ hành. Dạ. Nó là 30 rồi đó. Cho vô muỗng cà phê muối, muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê ngũ vị hương, một muỗng cà phê dầu điều. Rồi giờ Tám chẻ cái phần thịt này ra mà không có tới da nữa. Để khoảng hơn phân nửa thôi để mình ướp gia vị vô cho nó thấm. Cho nó gần tới da luôn hả? Ừ, gần tới. Tới da cái nó cái da nó không giòn. Còn đổ vô đi, còn đổ gia vị vô. Rồi giờ tới ướp gia vị vô. Nhớ rồi còn gì nữa không? Rồi được rồi. Chanh. Chanh để mình làm ngoài phần da làm sao còn nóng quá để chưa mình phơi nữa, mình còn phơi nữa, mình ướp vô rồi mình đem đi phơi. Ừ. Rồi giờ con cắt chanh ra. Ủa chanh này chanh không hạt không á? Chanh không hạt, cái ba trồng mới có trái sáng rồi hái trộm con. Chanh không hạt là cái cây nó không có gai luôn á? Không gai luôn. Đã giờ chanh này người ta xài thường lắm. Nước nó nhiều. Chắc vô cái chén hả má? Nhắc lại vô chén đi. Thường khi mình hái chanh á, chui vô cái bụi chanh hái gai đâm. Ừ, giờ hái khỏi sợ đâm. Giờ con để muối vô rồi. Phần 3 muối, muỗng cà phê muối á. Ít lại ha. Ừ. Rồi để đấy đi, để cho muối nó tan rồi sơm. Giận quá, sơm vô. Cho bớt giận. Sơm vậy là một hồi nó nổi da lên. Nó nổi da lên. Nó thấm cái phần muối mình ướp, thấm vô da ăn nó vừa ăn. Rồi giờ ướp nước cốt chanh vô phần da. Con để vô nước trà cho nó thấm. Nước cốt chanh vô mình chiên cho nó tạo cái độ giòn. Ăn nó giòn tan luôn. Cái này giống như mình chiên chiên gà hôm bữa đó. Ừ, chiên cánh gà. Giờ mình đem phơi nắng khoảng bao lâu má? Khoảng tiếng đồng hồ. Dạ. Cho nó khô cái da rồi mình chiên nó giòn mà nó không bị nổ. Trong
Trong thời gian chờ đợi thịt nó mình phơi á, giờ làm nước sốt. Đây là dầu mè, cỡ khoảng nửa muỗng canh. Này là hành với tỏi, mình để vô mình phi với dầu mè cho nó thơm. Phi lên cho nó vàng, để dầu hào vô. Cho dầu hào vô cái nó sền sệt. Thơm quá. Rồi, lấy tương ớt vô nè. Dạ. Tương ớt cũng khoảng một muỗng canh luôn. Thêm miếng nữa đi. Rồi cũng cho vô miếng đường. Dạ. Bỏ đường vô nước sốt. Rồi. Được rồi, muỗng cà phê đây. Dạ. Thơm xíu bột ngọt, phải chừng phần tư muỗng bột ngọt. Dạ. Rồi, đây rồi. Bây giờ đổ nước sốt ra. Đây có tỏi, ớt, băm. Thịt mình phơi nắng, bây giờ nó ráo nước rồi, giờ mình đem vô mình chiên. Giờ trước hết là mình chiên tấm để úp cái phần thịt xuống trước. Để lửa vừa thôi chứ lửa lớn quá cái nó nổ. Miếng thịt này giờ chiên, tấm chiên mặt thịt trước khoảng chừng 20 phút, tấm trở lại chiên về da. Rồi cũng canh khoảng chừng 1 tiếng đó, cho nó mới vàng đều. Thịt này chiên nãy giờ tiếng đồng hồ vàng rồi nè. Thơm quá. Rồi miếng thịt này mình chiên vàng rồi, giờ còn nóng quá nó chưa có giòn. Để 20 phút sau rồi tám cắt ra cho cả nhà xem ha. Rồi, miếng thịt này giờ nguội rồi, giờ tắm cắt ra. Má cắt đi con Trang Trí. Nguội lớp ngoài chứ trong cũng còn nóng. Tại cái cục thịt nó vậy á. Giòn gụm gụm luôn nè, bể da luôn. Giờ còn nóng mình xắt cái da còn nguyên không á? Ừ, mấy cái chỗ cái rượu về nó khô, nó nguội á, cái nó bể. Nhồng nó cứ kêu hoài. Ừ. Thấy mình làm. Ai đồ. Anh hai. Rồi được rồi. Có xanh có đỏ. Thiếu đỏ. Vô lấy chùm ớt quá. Má thấy đỏ quá tại luôn, thịt nó cũng đỏ mà. Rồi thịt tơ ba rọi chiên giòn thơm quá cả nhà ơi. Giờ mời cả nhà ăn thịt tơ chiên với tám nha. Mời cả nhà. Cụ thịt này gấp cho má ăn thành phẩm của má nha. Có da có thịt. Mời má ăn thử. Bây giờ ăn thành phẩm của mình. Da giòn quá. Nhai nha. Nhai nha, rụm rụm luôn. Thịt này mình chiên mà nó cũng giống như hôm qua vậy. Da màu đỏ, nước sốt cũng màu đỏ luôn. Quá giòn. Giật rụm. Nước sốt tưởng cay mà cũng không có cay, vì bị có dầu hào vô. Cái thịt này mình ướp vô thấm ăn nó vừa ăn mà da nó giòn ngon lắm. Còn thiếu món. Món gì má? Bánh hỏi. Có rau nè, có ngò rí. Có ngò rí ăn kèm Trang Trí rồi ăn luôn. Dưa leo với cà chua này mình Trang Trí rồi mình ăn luôn. Thịt này thấm vừa ăn lắm. Ướp theo mình để thời gian vậy là nó thấm vừa ăn. Ướp ăn... luộc lâu. Thịt thì thấm mà da thì giòn. Ăn rất là ngon. Ăn kèm với rau sống hoặc là mình có thể ăn với bánh hỏi. Rất là ngon. Tại vì bữa nay
quên mua bánh hỏi, thành ra không có nên ăn với rau sống. Mình nếu mà mình làm lúc mà thời tiết nắng mình phơi nắng, còn gặp lúc mà mưa mình không phơi được thì mình có thể để vô trong lò vi sóng cho chạy chừng 5-10 phút rồi cái da nó ráo mình chiên cũng được, nhưng mà nó cũng không có ngon bằng mình phơi nắng. Mình phơi nắng thời gian dài nó rút từ từ mà nó ngon hơn. À, món ăn này á, rất là ngon, nhưng mà có cái là thời gian mình làm á, thì mình phải phơi nắng cho nên nó hơi lâu. Thì hy vọng là cả nhà mình xem xong thì làm theo ăn thử, rất là ngon. Bây giờ mát con mình chào tạm biệt cả nhà. Mong cả nhà coi theo dõi kênh và ủng hộ mát con mình. Cảm ơn cả nhà. Chào cả nhà.